Xã hội 4.0, nền kinh tế 4.0 không còn là viễn cảnh của tương lai. Ngay lúc này, một cuộc sống mới, thông minh, an toàn và tiện lợi hơn đã thành hình trên khắp miền Tổ quốc. Không cần tiền mặt hay Internet, không rào cản về địa lý hay công nghệ, Viettel Money và tiền di động đang tạo ra cuộc cách mạng về thanh toán cho mọi người dân Việt Nam. Ngày xưa thì tôi còn cần tiền mặt, bây giờ tôi đi chợ thì tôi không cần tiền, chỉ cần điện thoại, đi đâu cũng có tiền. Bây giờ mình đi chợ chỉ cần cái điện thoại này là mua bán được rồi, không cần tiền mặt. Chồng mình gửi tiền từ thành phố về thì chỉ vào cửa hàng Viettel mà lấy, không phải xuống thị trấn ạ. Từ khi bùng dịch ấy thì nhà tôi ấy chỉ bán online mang về là chủ yếu thôi. Mà khách hàng bây giờ ít khi thanh toán bằng tiền mặt lắm. Hầu hết là bây giờ thanh toán hết bằng quét mã. Cứ quét là ship, quét là chuyển khoản, quét là nhận tiền. Cũng tiện và quan trọng là đỡ lây lan được Covid.